Thưa ông, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, thì ngành hải quan đã và đang triển khai những biện pháp giải pháp như thế nào để ngăn chặn dịch bệnh đi qua các cửa khẩu ạ? Cụ thể là chúng tôi đã thực hiện, thứ nhất là đối với phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu từ vùng dịch về, thì chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm những cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát đối với cả các khu vực đường mòn lối mở. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng phối hợp với cả các cơ quan liên quan như cơ quan kiểm dịch là đối với hàng hóa mà thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là các sản phẩm từ động vật và động vật sống thì chúng tôi yêu cầu phải có kết quả kiểm tra, sau đấy chúng tôi mới thực hiện việc thông quan. Trong ngày 7 tháng 2 thì chúng tôi đã kịp thời ban hành cái danh mục 5 nhóm mặt hàng và các cái điều kiện để được miễn thuế. Bên cạnh đó, công tác xuất nhập khẩu trong thời kỳ cao điểm dịch như thế này đã được ngành hải quan hỗ trợ như thế nào? Đối với cả các cái hàng hóa và viện trợ của phía Việt Nam rồi các cái tổ chức viện trợ cho phía Trung Quốc thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hải quan các địa phương kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh cái tiến độ thông quan cho các cái doanh nghiệp, các tổ chức. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với cả các cái đơn vị như Bộ Ngoại giao rồi Bộ Giao thông Vận tải thì đã thực hiện cái việc mà xuất viện trợ hàng hóa cho Trung Quốc thông qua một chuyến bay. Chúng tôi đã thực hiện thủ tục đối với cả hành lý, hành khách xuất nhập cảnh qua cái cảng Vân Đồn đối với 30 hành khách trở về từ Vũ Hán. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.